Nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, sáng nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đi thăm, tặng quà và chúc Tết các cán bộ lão thành cách mạng và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đến thăm chúc Tết gia đình bác Phạm Thanh Biền, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Viến hương nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đỗ Quang Thắng và nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Đỗ Minh Toại. tham mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lão thành cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chúc gia đình các đồng chí lão thành cách mạng đón Tết cổ truyền nhâm dần 2022 đầm ấm, vui tươi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đến thăm chúc Tết Thượng tọa Thích Hành Lạc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh và toàn thể các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh. Mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.